chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Một anh chàng điển trai nhưng cực kỳ nhút nhát. Bạn anh hoặc là bạn của em á thì bảo rằng thằng này không đủ nam tính. Nếu nghe được như vậy thì có buồn không? Anh tự tin hơn đi, bởi vì anh rất là đẹp trai nữa. Em nhìn anh nó muốn xỉu nãy giờ luôn á. Quyết tâm chinh phục năm cô gái xinh đẹp. Tính em cũng thẳng với cha cái tên anh vậy đó. Thỉnh thoảng em hay ghen lắm mà em ghen cho vui á. Liệu sự chân thành có đâm hoa kết trái? Hiện tại em sống tại Tân Phú. Em tưởng là nhà của anh ở trong tim em á. Đón xem tập 12 Tần Số Tình Yêu phát sóng lúc 21:35 thứ sáu ngày 21 tháng 5 trên kênh HTV7.